Bạch quý thầy, con mới thực hành thiền gần đây, con không biết là người tu thiền khi thân hoại mạng chung sẽ về cảnh giới nào. Con này thầy chưa có đi nên thầy không biết. Trong khi tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà đến nhất tâm bất loạn thì vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Trong kinh Di Đà có nói như vậy. Và tu tịnh độ thì mình phải hiểu là cả cái lý và cái sự nó phải viên dung. Tức cái tâm mình tịnh thì tự nhiên độ nó tới. Tâm mình không tịnh không lẽ mang cái tham sân si lên đó ta đuổi đi. Tự nhiên cõi người ta đang tịnh như cái mang luôn cái đau khổ này lên đó tịnh đâu ra. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ là cái người cư sĩ của nhà Trần mà bậc giác ngộ lão luyện như là một thiền sư. Ngài nói thế này nè, là pháp là bảo, là bảo thân ở tại nội tâm, đông tây nam bắc pháp thân trùm. Pháp thân Di Đà ở nội tâm, đông tây nam bắc pháp thân trùm. Bầu trời chỉ thấy vầng trăng lẻ, trên bầu trời á chỉ có một vầng trăng thôi, nhưng mà khi mình ở trên thiền trên mặt nước á thì mình nhìn xuống dưới nước, mỗi chiếc thuyền là mỗi thấy mỗi vầng trăng. Di Đà, tự tánh Di Đà chỉ có một. Di Đà được dịch từ là Amitabha. A tức là không, Mita tức là đo lường, Abha tức là ánh sáng. Ánh sáng không đo lường tức là cái tuệ giác, cái tánh, cái tự tánh của mình nữa, không có giới hạn. Amitayut, ayu tức là tuổi, tuổi tức là từ bi, lòng từ mình vô hạn. Tự tánh của mình có tuệ giác và thương yêu vô hạn. Tự tánh của mình là Di Đà đấy. Có một người kia, có một vị thiền sư hỏi một người tu tịnh độ, ông bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con, tuổi con bằng tuổi Đức Phật Di Đà. Đức Phật Di Đà nhiêu tuổi? Dạ Đức Phật Di Đà bằng tuổi con. Tự tánh của con với của Đức Phật bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh, thì mình đâu có phân biệt là hơn thua. Cho nên ở trong kinh Di Đà phải nói là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Khi nhất tâm bất loạn thì tự tánh mình hiển hiện, lúc đó là Di Đà, là tuệ giác, là từ bi. Lúc đó mình đâu cần về đâu nữa, hiểu không?